oxy luôn cả nhà ơi. Mùa này dịch nên trời ơi, mình ông già nổi gao nữa hả? Đi. Này danh sách của người ta trên Facebook người ta cho đi hết rồi, em có cho. Mua bình oxy luôn, cẩn thận á nha, hai ông á. cái này 20 lít hả? 40 lít hả? Bình to. Cái này người ta phải có cái bánh xe, có xe đẩy dạng người ta mới giờ để trời lôi được. Gửi vô giữa anh ơi, để lăn vô, lăn vô. 40 lít hả? Này thở được 2 ngày á. Em bưng cái gao để lên giùm chị luôn đi. Hello cả nhà nha. Bây giờ bình oxy mình vừa mới về cái giờ có người mượn đi cấp cứu liền. Giờ phải lăn ra lăn được vậy không? Cho ông nội sao ông yếu dữ vậy ông Đạt? Trời ơi. Yếu lắm cả nhà, yếu xỉu xèo à. Bây giờ đem cho người ta đi cấp cứu nè. Mua để dự trữ cho người bệnh. Bây giờ vừa đem về là đã có người. Anh lăn theo cái thế của nó đó. Ừ. Nào vậy? Vậy là ông yếu rồi ông ơi. Nè coi ông kinh cái một nè. Mua dự trữ người ta đòi, giờ người ta cấp cứu ở đem cho người ta.
nó mở cái đụng cái quan, nó xây cái quan đó. Quan bị thảo xì rồi. Dặn xiết. Không xiết lại thôi chứ không có gì đâu. Nó vô. Không biết sử dụng rồi thôi, có phải có bác sĩ không? Cái này phải có bác sĩ xài chứ đâu xài bậy được. Đây, dạ. Còn năm lên xe. Này đến anh ra anh phụ em. Phụ đi con mở ra. Thôi có cái chú quải phụ rồi. Chú quải phụ rồi. Cái này mọi người mua không nên mua dự trữ được, tại vì ở đây mình để cho hỗ trợ cho những người F0. Mua cái này xài cái này phải có bác sĩ chẩn đoán bệnh mình rồi, rồi người ta đo huyết áp rồi người ta mới cho sử dụng được bao nhiêu tần số oxy chứ. Mình không biết xài bậy là bị ngộ độc oxy chết liền chứ không phải giỡn nha cả nhà. Anh dặn vô mắt em nè. Đó bây giờ đang trên mình trong cái cơ hội này thì bây giờ người ta đang cần oxy gấp để cứu người. Hoàn toàn oxy là miễn phí hết đó. Đó mình mới mua cái bình này không là 5 triệu phải không anh? Cứu người như cứu quả nha. Mấy cái này là mình dự trữ, mình giúp mấy người bị F0. Cho nên là mấy người mà người ta cho oxy á, người ta biết á, người ta liên lạc mình liền. Ở đây là mình dự trữ thuốc oxy rồi đầy đủ hết cho bà con khó khăn nha. Đóng cửa ra đi em ơi. Người ta đi nhiều lắm, đóng cửa đi nguy hiểm lắm. Cho nên là giúp người trong lúc này mới gọi là giúp đúng người, đúng hoàn cảnh nha. Mình ở đây là mình chuẩn bị hết thuốc, oxy, F0 rồi này nọ, máy thở van rồi đầy đủ hết á. Đây. Nó có mà, đây là có máy thở luôn nè. Máy thở rồi đồ chụp đầy đủ hết, là hoàn toàn đồ mới nha. Đồ mới nha. Chứ không có làm mình xài đồ cũ. Cho nên mình giúp được người nào qua được sống được là mừng. Nói chung là mới giúp được hai người kia. Đây là thuốc F0 nha các bạn. Mình dở tới cho hai vợ chồng đang bị F0 mà không có đi ra ngoài đường được, đang bị cách ly. Rồi gửi cho họ thêm một con gà. Thêm một con gà để họ ăn uống dự trữ. Ủa gì chở cho mùa dịch này, thật sự là mùa dịch này rất là nhiều người bị bệnh. Đây, con F0 và con gà. Gà này để dành cho họ nấu cháo. Nấu cháo, đó còn F0 mình để ngoài. Họ bị cách ly, họ không ra đường được cho nên mình là người chuyển tới giùm. Mọi người chuyển tới giùm. Đợi chút xíu cho nó an toàn. Con dựng chỉ dùm cho thầy nha. Dạ, dạ. Dạ dùm cho họ, họ bị F0 nha con. Cho nên khi con ra con giữ khoảng cách. Nhớ nha. Cái này gỡ con dài cho người ta ăn luôn. Rồi con đưa số tài khoản này chuyển tiền lại cho con nha. Giúp người ta nha con. Ok, cảm ơn.